Não, não é uma folha. Mas fica. Pode ser cascão, sim. Nada, ok mesmo. Esta já saiu. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tô Lê Phong Cuộc Sống Châu Phi. Đằng sau mình đây là bạn Leo. Xin chào tất cả các bạn, tên tôi là Leo. Còn đằng sau xin chào tất cả các bạn, tên tôi là Sandra. Bây giờ là mình ra vườn sẽ thu hoạch su hào các bạn ạ. Su hào thì không thu hoạch nhanh thì nó sẽ già đấy các bạn. Mình sẽ cầm một ít su hào xuống xóm suối các bạn. Ở dưới kia thì ra lay là vào buổi chiều thì mọi người là chắc là đi làm ở trên nương về hết rồi. Thì mình qua đấy để tặng mấy su hào để người dân biết được cái củ su hào là ăn ngon như thế nào. Vườn su hào cũng đã vãn đi rồi các bạn. Đi ra tu đu la đu kia ra đi. Cô ta vệ sinh acabo thì pequeno grande đi ra tu đu. Tu đu amanhã a minha cavanha aqui planta de que planta minho aqui 1 2 3 4 5 6 7 para aqui amanhã. Bây giờ là bạn Nêu sẽ nhổ hết những cái luống này đi các bạn. 1 2 3 luống lâu hơn cái để sao con lấy tủ xin nhổ từng cây một xong rồi là sẽ không vặt lá các bạn ạ. Để nguyên lá như vậy để người dân là người ta ăn, là khi mà cho người dân là người ta sẽ ăn cả lá cả củ luôn, để tặng mỗi người một củ các bạn. Để quan trọng là nhất là bây giờ là mình đút vào cho đầy cái bao thôi, tại vì là xe máy của mình nó rất là nhỏ, xe máy nên là không chở lặng chở nhiều. Mình đã lên trước là mình chở ở dưới phân phát cho các bạn ở dưới đấy, ở xóm dưới kia. Người dân thì người ta cũng chưa ăn bao giờ cả, mình tặng thì để các bạn ấy biết được su hào ăn như thế nào. Ở đây thì toàn bộ su hào đây mà còn rất nhiều các bạn, còn rất nhiều đấy các bạn, lại còn rất là nhiều. Con củ to không? Quando tá seco, bem rijo. Peço no regar, porque ontem no regar. Còn rất là nhiều củ ngon đấy các bạn. Còn rất là nhiều củ ngon, các bạn ấy chặt đút vào bao mình cầm xuống. Xong rồi xuống đấy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ở xóm suối là với cả các bác ở xóm suối là sẽ cách bóc vỏ như nào, cách lấu như nào đấy các bạn. Thì bạn Nêu thì bạn biết rồi. Thì bạn Nêu bạn sẽ hướng dẫn mọi người dưới biết cách nấu ăn. Su hào thì xào lên thì ăn không cũng thấy ngon. Ăn mình ăn thì cũng phải đến một đĩa đấy các bạn. Ăn su hào rất tốt cho sức khỏe. Về mùa khô này mà người dân có ít rau là cũng rất là quý đấy. Bebe! Vem! Agora! Dạ. Em ta xây ua, a bê ta bông á. Bạn ấy phải lén xuống thì mới được nhiều. Nhưng đẹp bôi được xe ga được ta bông không? Ở xóm nó dưới theo mình được biết là khoảng tầm có 30 mấy hộ đấy các bạn. 30 mấy hộ ở dưới đấy. Chắc là mỗi hộ được một củ. Tại vì cái bao mình nó bé quá các bạn. Bebe! Bao này là mình hôm nay cho 350 cân. Không, bao 150 cân thì ở đây hiện tại không có. Nhét đầy bao này là cầm xuống, thiếu bao nhiêu thì ngày mai mình lại vận chuyển xuống buổi ngày mai nữa. Fotografia.
Mas já tem de cascar? Já tem de. A mãe já sabe cascar? É, o cascar faz como isso? Cortar. É. Depois pegar a faca. É. Fazer assim. Puxar. Faz como? Vai assim. Vai assim, cortar, vai assim. Tá bom. Depois. Vai assim. É. Abre assim. É. Abre assim. É. Ele tira a pele tudo. Depois cortar pequenininho. Ah. Sim, basta cozinhar já, cortar, cortar junto com a couve, separa. Tá bem. Depois só cortar pequeno, pequeno, pequeno e refogar igual couve. Tá bem, tá bem. Okay. Eu entendo. Obrigado, já. Okay. Mas já vai para tirar a fotografia. Quero con vía. Tại thì mình đã vào đến sông suối các bạn nhé. Trong đây thì các bạn bác trưởng thôn thì hôm nay bận lên phố là đi đám cưới. Đám cưới hàng xóm không xuống đây được. Cái nghĩa thì số 3. Đó số 3 gì? Esse é do soba. Esse fazer esse casateu junto com que com matinho. Com casador. Casador dia tem quantas pessoas? Esse depois da mãe. Da mãe, da pai. E não você. Você é de lá, tem de lá só. Ah, mãe e pai. Não. Trabalha mesmo assim, mas. Ele não pequeno. Esse cada até no chão marido, você. Não. Eu não tenho marido. Depois eu ensinar é de cascar. Casca. Sim. Casca. Sim. Se casca. Tá bem, papai. Aí folha. Come se come. É repolho mesmo, bem bom. Não, a folha não é de comer. Não, mesmo folha. Mas fica aqui depois ensinar o que quer. Aqui é onde é que não está, anda para lhe pedir. Vê tudo que vão fazer. Por aqui está assim. Porque lá do aqui ele igual pau. Ele fica crescer o primeiro e depois ele igual pau. Assim. Olha já. Bem. É repolho, não tira, não sai. Confundi. Muito bom, com tudo coisa. Tem carne aumentar bom. Cozinha junto. Cozinha com cebola, óleo, tomate. Carne ganhar mais, comer muito bom. Não tem cebola. Ainda não temos cebola. Ainda não está saindo. Cortar como pequenininho. Vai assim. Depois cortar assim. Tipo sei lá. Tem prato de casa. Prato ali para a panela. Vem, vai trazendo um prato ali. Então, um não vai nem chegar. Esse eu dar presente. Eu ainda não me eu dar presente. Esse pessoal provar primeiro. Não chegar, essa aqui. Já comei, eu não quero ali. Pessoal, vê, bem bonito. Tem carne, boé. Muito carne. Dá para cantar, já de olho. Esse pau. Não, ainda está ensinado. Mas o prato não é daquela lá. Traga-me o panela aqui, mãe. Prato, banheiro. Como é que
Assim pequeno, assim frita, é, tem outro. Ah, é para fritar. É para assim, compra. Eu sabia frita. Não é assim. É bom. É, mamãe me vai apresentar mais no canal. Vão te apresentar mais no canal. Na terra dele. Là một lúc là đã được một đĩa đấy. Depois frito faz repolho. Refogas. Ah, para refogar, né? Ok. Do bem organizado. Do jeito que vocês preparem o couve, hein? Não muito difícil. Repolho. Mantém qualidade essa carne. Não é uma branca cheia. Bé pequeno assim, depois ele crescer, ele é muito. Bé tudo pessoal. Sản phẩm của mình làm ra đây. Sản phẩm là sau khi mình làm ra được như này rồi các bạn nhé. Nó có gì nhà banh á? Dạ, sẽ cầm sang bên xóm bên kia đấy các bạn. Tại vì là Malina đang đau mây đôi công phanh nhà kẻ canh ta mà đâu này. Cada đô à? Cada đô phô tô mai muito gente. Casa tenho sou presente, peço comer já, sou leco mua. Còn bây giờ mình sẽ sang xóm bên cạnh đây đấy các bạn nhé. Da cô vì pet so canh aki uda so canh aki lota kinuda. Mình sang xóm thứ hai các bạn ạ. Xóm này xóm thứ hai, xóm này trước là chủ đất mà ngày xưa mình thuê, là buổi đầu tiên mà mình giúp đỡ các bạn xóm suối các bạn. Thì là hôm nay là mình sẽ tặng một ít rau cho các bác, về mùa khô này ở đây làm gì có rau đâu các bạn, không có rau đâu. Mà người dân người ta có ít rau người ta cũng rất là quý đấy các bạn. Nào cô vì bông à. À. Cô vì đề xếp phì à. Cô vì đề xếp phì. Cô vì số xếp phì này có mẹ à. Repolho. Repolho de patata. Nghe. É se bom. Isso faz. Como? Faz como? Eu fazer canh tudo depois, pessoal vi que eu ensino. Mas cầm, assim, levar uma de bát hết nào. Bác sẽ cầm một cái chậu ra để tí nữa mình hướng dẫn. Mình quá nhỉ. Nào, eu dá mais. É que? Levar. Obrigado, cara. Na firma pra quem tá? Ok. Aqui mais. Leu. É que então, tá falando como? Hôm nay đi cùng mình là có bạn Leu các bạn. Vamos fazer como? Assim cozinha como? Depois eu ensino. Que foca. Isso sim. Também? Sim. Mista. Tipo, idêntico ao repolho. Do jeito que prepara um repolho, pode meter uma de jinguba, pode refogar com tomate, cebola, óleo. Refogar mesmo, só do jeito. Bem, eu gosto o repolho semi-cru. Do jeito que se faz o repolho, é do jeito que se faz essa batata. Essa batata? Sim. Ele depois vai ensinar. Como é mesmo com fungo? Eu ensinar com. Sim, com fungo, arroz.
Tudo coisa. Massa. Assim pode mexer com toda a folha? Todo mesmo já, mamãe. Pega mal o banho dele. Aqui, nunca, só nunca se deita mais... a mesma coisa debaixo, aquela parte Leo aí. Leo fica lá doido. Sim. Pode falar, nunca, fica nunca, lá, nunca falar, a pessoa não entende. Sim. Só se deita a mesma parte de baixo. Mỗi hộ gia đình nhà được 2 củ các bạn. Một bao này ít quá. Já não tem ninguém? Não, já não tem. Subiu agora. É sorte dele. Dessa casa subiu, dessa casa subiu. Não, não. Mas daí eu inventar de quê? Um prato, um prato. Ninguém tem um prato. Prato. Para emprestar, para ele exemplificar. Para ensinar como é que se prepara. Tem a cebola. Cebola, como de quê? Como... Cái prato của tao nữa. Tao bây giờ. Essa cozinha. Không bỏ đi cái gì đâu các bạn. Esse mesmo é tipo couve normal mesmo. Essa aqui, ué? Sim, é mesmo couve, sim. Sim. Tá bem doa. Se casca assim. Vai sugar mesmo. Mesmo para misturar com essa folha, pode cascar assim? Sim. Não, ele se tira já a folha, depois se casca. Se casca já. Do jeito que se vê, sim. A folha também pode cortar a parte, tipo couve, depois juntar. Sim. Ah, depois junta. Sim. Bạn nêu là bạn cũng đang hướng dẫn các bác ở đây các bạn. Là rau cũng thái ra ăn được, một củ cũng ăn được. Thái o prato, Tony Fá. Aqui, pode ser cascar assim. Salada, é. Você faz mesmo salada. Quanto mais fino, melhor. Eu quero fino, pequeno. Eu ganhar assim. Como é assim? Porque eu comprar assim. O ralador. É mais rápido o procedimento. Nhanh. Ha, biết đủ. Tomate já ali é só refogar mesmo. É bem gostoso. Vamos. Não é gostoso. É mentira. Tá bom. É mesmo verdade. Não põe na água, não cozinha, não é? Para comer com funge? Lavou, cascou, lavou, ralou, refogou. Com funge? Sim. Com funge, com arroz. Com tomate, tudo coisa. Mas o funge? Com funge com abue. Com funge. Olha a luneta. A folha se corta a parte. Olha que linda. Já provaste? Oxe. É bem fixe, mamã. Bom mesmo. Não, 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 não. Ah, obrigado, surreal. Cảm nhận. Các bác ở đây, các bạn. É mais polio mesmo. É que deve vir agora na pracinha. Há 2 tháng rồi không có rau ăn. Phải biết là khi mà người ta được thức rau này rất là ngon. Cái đẹp quá. Bố đè con nghe cà rua. Repolho. Được cả S. Ainda. Đẹp quá. S. Salada. Fazer salada. Pode se fazer também salada. Tipo repolho mesmo. Guardiamo lá. Tipo repolho. S. Solê muito bom. Tá sentindo como cru, cru? Não, não, tipo repolho. Prova ainda, prova ainda. Tipo repolho. Essa cancelada tá mesmo bom. Cuia mesmo. Tu é tipo uma repolho? Sim. Assim, bom mesmo. Tá bom, tá bom. Calma, obrigado, obrigado, obrigado. Tá bom, tá bom, tá bom. Então vamos voltar com ele, não nos dá um boa já só com ele. Tony Fá, pessoal quer ficar com tudo. Me dá mais uma cabeça, uma cabeça, uma cabeça. Aqui, aqui. Sim, vai te dar. Aqui, mãe, a tu daí, pega a rabi tua. Thì là đến xóm này là cũng hết người các bạn. Sẽ phát cho các bác về hết luôn. Ba đêm để mọi người về. Hôm nay là ngày mai. Não, já não tá. O Milton. Sim.
Nada, ok mesmo. Nesta já saiu. Até mesmo isso, eu estou perguntando o que fruto da mana soltinha. Está aqui. Dá mais uma aqui, Tony. Sim, para fazer quatro. Aqui, deixa mais. Eu não tenho então quatro. Sobrou. É, acabou já então. Essa aqui já foi. Amanhã que vai na pica aí. É me pego que fui malaca. Esse saco leva. Ele vai precisar. Eu vou dar. Vou dar coisa. Até lá, mọi người là mình hôm nay là mấy các bác này là cũng sẽ được thưởng thức món su hào. Tôi já comeu na pracinha. Muito bom. Ah, pracinha. Esse cebola. Cebola já aqui. Sale. Sale. Fevê. Ô, Léo. Fevê, depois fevê bom. De mola pouco, depois come ele no muito grosso. É. No muito grosso, come neve, bom. Da cebola, esta cebola. Melhor. Sim. Então vamos arranjar também esse roto. Corta mesmo. Não. É só cortar mais fino, fino. É rala. Quanto mais fino, melhor. É como ralador mesmo lá em casa. É rala. É ralador. Tipo de cenoura. Sim, também dá. Ok. Tá bom, pode voltar, levar tudo. Aproveito, já vamos. Parabéns, obrigado, pai. Tchau, hein? Do outro lado dele, já deram. Já deu. Mas fica bom, tem tempo, eu tenho coisa, eu presente mais. Quando tu vê umas coisas, vamos fazer. Rất là lâu rồi, ngày hôm nay thì mình mới quay trở lại đây đấy các bạn. Thì là các bác cũng rất là vui. Ngày mình còn nhớ buổi đầu tiên mà mình quay video là có một cái cây xoài kia về mùa, nó có rất là nhiều quả đấy các bạn. Nhưng mà năm nay là bị chặt ngọn, chắc là do gió bão nó đổ. Alguém me falou que lá no norte tem. No Quanza Sul lá tem. Ah, sim, Quanza Sul sai. Sim, Quanza Sul. Quanza Sul não tem. É gostoso. Já gostaram, papá. Quando ở đây có buồng chuối rất là to này các bạn. Về mùa khô nhưng mà có buồng chuối rất là to. Chuối này trên vườn mình cũng trồng lại chuối này đấy các bạn. Trồng chuối này lại mới to. Amigo. Sim. É que repolho. Sim, esse de couve de tipo de louvo. Sim. Depois por provar. Não, já bom. Já provei. Ok. Sono é muito bom e o de o cheiro é muito bom. Tomate, cebola. Ok. Uma couve já é, né? Essa semente trouxe da China. De Vietnam. Ah, Vietnam. Vietnam. Ok, sim. Ok, é Vietnam. É Vietnam. Ok, bye bye. Còn bây giờ mình sẽ quay trở lại với trang trại. Còn các bạn trong mình thì kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ủng hộ kênh. Còn bây giờ mình sẽ quay trở lại với trang trại. Bạn Nêu quay đầu xe máy rồi. Mình cũng đã rất lâu rồi, hôm nay quay trở lại đây để tặng mọi người một ít su hào đấy các bạn. Còn cái này là mình cũng tự chế để mua nhưng mà nó nhựa nó hỏng các bạn ạ. Crua, sim, um pouco doce. Fazer salada. Já fazemos.